10 là tòa tháp đắt giá của phân khu The Sapphire 1 dự án Vinhomes Ocean Park. Tòa tháp sở hữu vị trí đắc địa ngay kế cận với tiểu khu Ngọc Trai, thuận tiện để kết nối ra các trục đường giao thông chính và dễ dàng phóng tầm mắt ra khu vực hồ điều hòa trung tâm. Tòa tháp S110 được thiết kế hình chữ L, giúp cho các căn hộ có tầm view đẹp hơn với 3 trục căn chính hướng Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Nam. Các căn hộ hướng Đông Bắc đón được ánh nắng bình minh, không khí mát mẻ trong lành, mang lại cho cư dân sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Nhà hướng Tây Bắc được tận hưởng nguồn sáng ổn định nhưng vẫn mát mẻ, đem lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Trục căn góc hướng Đông Nam hưởng trọn gió mát, không khí trong lành từ hồ Ngọc Trai thổi vào, xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đối với tòa S110, các căn hộ hướng Đông Bắc sở hữu tầm nhìn vô cùng mát mẻ vào khuôn viên nội khu với các cảnh quan, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh. Tầm view này mang lại cho cư dân cảm giác thư thái, thanh bình. Các căn góc còn view ra khu biệt thự thấp tầng Ngọc Trai sang trọng, view hệ thống sân tập thể thao, sân chơi trẻ em, trường học. Cư dân sẽ luôn cảm nhận được một cuộc sống nhộn nhịp, năng động, hiện đại xung quanh mình. Điều này mang lại những năng lực tích cực, vui hơn, yêu đời hơn cho các thành viên trong gia đình. Các căn hộ trục Tây Bắc, một phần sẽ sở hữu tầm nhìn xanh và yên tĩnh của công viên nội khu, phần còn lại sẽ là tầm view vô cùng thoáng, không hề bị che chắn. Đối với những căn từ tầng 6 trở lên sẽ nhìn thẳng ra ga metro hiện đại, trung tâm thương mại sầm uất gần khu Ruby. Việc sở hữu căn hộ trên cao với tầm nhìn đẹp không chỉ mang đến sự kiêu hãnh mà còn thể hiện được phong cách sống thượng lưu của chủ căn hộ với việc có cho mình một khoảng trời riêng khó ai chạm tới. Căn góc hướng Đông Nam có tầm view rộng mở ra hồ Ngọc Trai 24 hectare với bãi cát trắng trải dài. Đây là tầm nhìn triệu đô mà mọi cư dân trong dự án đều muốn sở hữu. Trục căn này đón chọn không khí trong lành mát mẻ từ hồ thổi vào, giúp xua tan mọi mệt mỏi căng thẳng để cuộc sống thăng hoa hơn, tươi mới hơn. Ngoài tầm view đẹp, các căn hộ S110 còn được thừa hưởng những tiện ích đa dạng như tổ hợp sân tập thể thao ngoài trời, hệ thống trường học Vinpearl đẳng cấp, công viên cây xanh, công viên ánh sáng, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại. Những tiện ích này vừa phục vụ nhu cầu tất cả trong một của cư dân như học tập, rèn luyện sức khỏe, vui chơi, giải trí, mua sắm cho cả gia đình, đồng thời thể hiện được diện mạo của một cộng đồng văn minh hiện đại và tăng tính kết nối trong cộng đồng cư dân. Quý khách hàng muốn sở hữu những căn hộ yêu thích, hãy gọi điện đến số hotline 024 7306 9989 để nhận được thông tin tư vấn và hỗ trợ nhanh chính xác nhất.